Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúc máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Nissan Tida. Đây chính là chiếc xe Nissan Tida phiên bản nhập khẩu và là cái phiên bản 1.8 lít số tự động. Chiếc xe này là màu xanh và nhập khẩu trực tiếp từ Trung Đông về. Chiếc xe đã được nhập và sản xuất năm 2010, nhập về Việt Nam mình là 2011, đăng ký 2011. Đã lăn bánh được 8 vạn km rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Tida 2010 này ạ.
Có lẽ quý vị và các bạn đang quan tâm đến cái phần quan trọng nhất của chiếc xe đúng không ạ? Đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Tida 2010 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít ạ. Đây thưa với quý vị và các bạn, đây là cái khối động cơ xăng, chính là chiếc đây là cái trái tim của chiếc xe. Động cơ còn rất là mới ạ. Thưa với quý vị và các bạn, sau 10 năm sử dụng như chiếc xe này mới lăn bánh được có 8 vạn km thôi, cho nên là động cơ còn mới và còn rất là nguyên bản ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Tôi sẽ quay và giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ này. Đầu tiên thì quý vị và các bạn nên xem qua về cái phần ốc cabo đã. Ốc cabo đây, thưa với quý vị và các bạn, nó còn nguyên bản. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Ốc cabo còn nguyên bản này, mà keo chỉ còn nguyên bản như thế này. Tất cả cái ốc xương đầu này cũng còn nguyên hết ạ. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Nếu chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì thì đương nhiên là chiếc xe này nó sẽ còn nguyên bản luôn ạ. Và cái máy móc nếu không ngập nước nữa thì là nó cũng sẽ còn nguyên bản. Thì nếu muốn biết chiếc máy có còn nguyên bản hay không, có bị đâm đụng hay không, có bị ngập nước hay không, thì mời quý vị và bạn hãy xem về cái phần ốc cabo của ốc chân máy đây. Đầu tiên là ốc chân máy này, ốc chân máy còn nguyên này. Tất cả các ốc mà nó còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc máy này nó sẽ còn nguyên bản này. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản luôn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và chúng tôi xin phép được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.